Vâng, hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ lên đằng sau nhà mình để thăm lại hai tổ chim Bách Thanh nha các bạn. Một tổ thì ở cái gòn trước mặt mình đây. Đó, và một tổ còn lại thì ở cây cà chè trên kia nha các bạn. Đó, thì bây giờ đang là buổi sáng sớm thì mình sẽ lên thăm. Bữa trước thì tổ nào cũng có 4 trứng nha các bạn. Bây giờ mình lên thăm. Chim bố và chim mẹ đang đậu ở cây kia kìa các bạn. Đó, chim bố và chim mẹ đó. Rồi, vì là cây này cao cho nên là mình phải chuẩn bị để cái thang này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ treo lên. Đây. Đó. Tổ chim Bách Thanh đấy các bạn này. Chim Bách Thanh còn được mệnh danh là loài chim săn mồi nhỏ nhất và biết hót nha các bạn. Ô, có chim non rồi các bạn ơi. Đây này. Còn một quả trứng chưa nở. Wow. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Còn một quả trứng chưa nở. Quay gần hơn cho bạn xem. Đó. Rồi, như vậy là tổ này thì nở được 3 con nha các bạn ơi. Còn một quả trứng thì mình nghĩ là cũng sẽ nở sớm thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái thang xuống đây nha các bạn ạ. Rồi, mình sẽ để cái thang ở đây để chim mẹ không sợ khi tha mồi đến nha các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ lên trên này để thăm lại tổ thứ hai nha các bạn này. Tổ đó thì bữa trước cũng có 4 trứng luôn nhá. Đây này các bạn này. Đó. Bay xuống kia rồi. À đây đây, còn đây này. Cái đấy các bạn thấy không? Đó. Đây chính là chim mẹ của tổ này. Đấy đấy đấy, chị mẹ của tổ này nhá các bạn, đang tha mồi rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên tổ trên này, tổ nó cũng gần thôi các bạn, cho nên là mình đi thăm thì cũng rất là dễ thôi. Chỗ mình thì rất là nhiều loài chim này nhá các bạn này, phải nói rất là nhiều luôn. Hai tổ này thì ở gần nhau thôi nhá các bạn. Đó, mình có bước một tí đã đến nơi rồi này. Đó các bạn thấy không, chim mẹ mới bay đi luôn này, thì chắc là vẫn còn đang ấp. Đó các bạn thấy chưa, chim mẹ mới bay đi. Để mình quay vào tổ nhá. Ô, cũng có chim non rồi các bạn ơi. Wow, cũng có chim non rồi. Ô, tổ này cũng nở 3 con và một trứng, còn một trứng các bạn ơi. Ô, rất là trùng hợp luôn các bạn ơi. Trường hợp hiếm thấy là mình đi thăm lại hai tổ chim mà tổ nào cũng nở 3 con và còn một trứng nhá. Đó các bạn thấy không? Đó.
Các bạn thấy không? Tổ này thì ở trong cây cà chè nhé, trong cây cà phê chè, tổ thì rất là chắc chắn. Đó, đây là chim mẹ này. Đó, cái loài chim này thì biết hót nha các bạn. Nó bắt chước tiếng kêu của những loài chim khác rất là giỏi đấy, loài chim bách thanh ấy. Đó, và nó hót cũng rất là hay. Đó. Rồi, điều đó thì mình nghĩ rất là tuyệt vời các bạn ơi. Vì là sáng nay thì mình đi thăm lại hai tổ chim. Và có một sự trùng hợp là tổ nào cũng nở được ba con và còn một trứng nha các bạn. Đó. Thì hôm sau thì mình sẽ đặt máy quay cả hai tổ này để xem chim mẹ nuôi con nha các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhé. Rồi, và video của mình kết thúc tại đây. Các bạn xem video vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.